nhiều người nhắn tin á, em thấy nó phiền á, em không có để ý. Nhưng mà em thấy anh này vẫn có bộ đồ quân phục của quân đội á. Em thì có một niềm đam mê với quân phục của quân đội, kiểu như là em thích màu xanh á. Xuống thì em ở lại, em không về để mà em đợi. Em nghĩ là sẽ dắt bạn xuống để đi chơi cùng thôi, chứ không nghĩ là hẹn hò. Tại vì lúc đó bằng tuổi, nhưng mà em bắt chồng em kêu bằng chị. Chồng em vẫn kêu ngủ võng. Xong ở giữa cái võng thì có một cái chiếc xe máy của em, rồi em cũng có niệm bên đây. Chồng em nằm võng đưa lúc lắc bảo thương nha, mấy đứa cũng chèo mấy xong cũng đổi mấy lèo cũng qua mà, nhưng mà anh chỉ dứt mỗi chiếc xe mạnh qua không có được, dứt mỗi chiếc xe mạnh qua không có được. Mãi là tới lúc mà đám hỏi á, thì chồng em thật tình lắm bảo chứ vợ ơi, đám hỏi anh về dưới rồi mẹ có cho hai đứa ở chung phòng chưa. Vợ chồng rất là cao nha. Đúng rồi, dáng rất đẹp luôn ấy, như người mẫu. Đúng. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân, em tên là Nguyễn Thí An. Năm nay em 29 tuổi, quê của em là ở Bạc Liêu. Và công việc của em là nhân viên kế toán và em làm tại Cần Thơ ạ. Chào An, mời em. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Thanh Vân, chào quý vị khán giả xem trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Thành. Năm nay em 29 tuổi, em sinh ra lớn lên ở Lâm Đồng. Em đang công tác tại Ban Kỹ thuật Trung đoàn 97, Trung đoàn 30, Quân chủng Phòng không Quân ạ. Chào hai bạn bằng tuổi nhau đấy. Nhưng mà cái cơ duyên nào mà khiến cho cô nàng kế toán ở Bạc Liêu quen với một anh quân nhân ở Lâm Đồng? Ở Lâm Đồng. Tụi em quen nhau là qua Facebook á. Thế hai bạn quen nhau từ năm 2000 bao nhiêu? 2020. Lúc đó là em còn đang học đại học của năm 2 ở Bạc Liêu. Do trước đó là em tốt nghiệp cấp 3 xong thì em đi làm tầm 4 năm thì em mới quay lại học đại học. Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ, tụi em lấy với nhau được là 1 năm 8 tháng rồi chị. 1 năm 8 tháng? Dạ, đúng rồi. Cái điều gì mà khiến mà bạn lên Facebook? Hồi đó là có Facebook nó có chức năng hẹn hò ấy. À, ghép đôi. Rồi ghép hò, em còn độc thân vô tính mà. Nên là cứ đi thả thính thôi, thả cái có dính ai không thì dạ, chính thính dính nhúng vào em. Chính thính dính nhúng vào em. Ồ, là người đầu tiên luôn? Dạ vâng. Thật không? Thật chứ. Thật. Lúc đó là em có nhìn thấy cái avatar của cô bạn này thì là em có kết liền luôn không? Dạ, lúc bắt đầu thấy hồi nãy bạn chụp trong lễ hội mà. Trong siêu thị. Dạ, siêu thị. Cái thấy có đèn lồng rồi ấy, mặc cái áo màu hồng trông dễ thương lắm. Thế là em thấy hợp gu thì em kết bạn này, nhắn tin qua lại thì thấy thì dính thính. Thế còn bạn này có phải là người đầu tiên thả thính em không? Cái ứng dụng đó thì trước đó thì em cũng không biết là mình đã đăng nhập từ bao lâu rồi. Nhưng mà vô tình đêm đó em vô thì em thấy có nhiều người nhắn tin á. Em thấy nó phiền á, em không có để ý. Nhưng mà em thấy anh này vẫn có bộ đồ quân phục của quân đội á. Em thì có một niềm đam mê với quân phục của quân đội, kiểu như là em thích màu xanh á. Anh này cũng kiểu như hi hai thôi chứ không có hỏi nhiều. Rồi sau đó thì mới xin nick Facebook, rồi xong rồi anh mới kết bạn. Rồi qua đó nói chuyện đâu tầm 5 tháng á, anh này mới nói là xuống Bạc Liêu để mà đi chơi mấy địa điểm ở Bạc Liêu á, nhưng mà không biết đường đi. Em có thể là dẫn anh đi được không? Thì trên đó thì Facebook em cũng có đi chơi nhiều chỗ trên Bạc Liêu, em cũng có chụp hình á. Rồi anh cứ gửi hình bảo là ừ tấm này em chụp ở đâu mà xin vậy, dẫn anh đi thì kia, hẹn là một ngày cuối tuần nào đó thì anh sẽ xuống. Thường ngày cuối tuần thì em cũng đi về quê không, em không có ở lại Bạc Liêu. Dạ, em ở Đông Hải Bạc Liêu, còn em học thì ở trên thành phố cách đó cả tầm 50 cây. Dạ, thì cuối tuần đó thì chồng em bảo là xuống thì em ở lại, em không về để mà em đợi. Em nghĩ là sẽ dắt bạn xuống để đi chơi cùng thôi chứ không nghĩ là hẹn hò. Tại vì lúc đó bằng tuổi, nhưng mà em bắt chồng em kêu em bằng chị. Chồng em vẫn kêu. Cái lần gặp đầu tiên đó thì trên cái xe đó thì có cả mẹ chồng em và ngoại chồng em nữa. Ủa nhưng mà em dẫn mẹ với bà ngoại xuống dưới đi chùa, đi mẹ ở Đông Hải hay là có ý là đi gặp mặt cô gái này? Dạ không, tại hôm đấy là bà với cả mẹ xuống đây thăm em chơi. Phải lâu rồi cũng không con công tác như này mà chưa giờ xuống thăm á. Tình cờ thôi. Thế hỏi là thế bây giờ mẹ với cả bà anh xuống đây thăm thì em có đi chơi cùng thì có được không? Bạn đồng ý thì xuống đây luôn. Nói chung là nó tới một công mà 3-4 việc luôn. Dạ. Nhưng mà nè, xuống dưới rồi thì hai bà là nhìn thấy cô bạn này thì có ý gì không? Dạ, thấy ưng luôn. Ưng luôn. Dạ. Mẹ với bà ngoại của Thành xuống á thì là em đưa cả nhà đi đâu? Dạ, lần đầu là em đưa ra mẹ Nam Hải để thắp hương. Dạ. Xong rồi em dắt cả nhà đi ăn bánh xèo ở Bạc Liêu. Cái lúc ăn đó thì bà ngoại có gợi ý là thôi không đi nữa đâu, mệt quá. Bây giờ xuống ở quê của bé An chơi đi. Em cũng sợ với ngại. Thì em cũng có bạn ga là nhà em xa lắm, đi cả tầm 2 tiếng á, thì đi tới đó thì cũng đã 2-3 giờ chiều rồi. Ngoại về lại đây nữa thì nó quá trễ rồi. Xong rồi ngoại bảo không sao đâu, tầm sắp bây giờ tao dẫn lên xe lái về được không sao đâu. Rồi sao có dẫn về không? Dạ, xong rồi em mới lẻn ra ngoài. Em điện cho mẹ em bảo là hôm nay con có dắt gia đình của bạn ở trên Cần Thơ xuống Bạc Liêu chơi, nhưng mà người ta muốn xuống quê mình chơi, sẵn tiện ghé nhà mình luôn. Mẹ hỏi là người lớn hay sao thì em mới trả lời là dạ, bà ngoại cũng 70 mấy tuổi rồi.
mẹ nói ừ người lớn thì không sao, kiểu như cũng nghĩ là đàng hoàng. Nhưng xong rồi cái mẹ em mới điện 500 anh em lại, kiểu như là bằng vịt bằng gà nấu cháo cái kiểu để gia đình của bạn bình thường thôi chứ em không nói là người yêu. Xong mà mẹ em cũng hiếu khách á, thì cũng đãi tiếp đón nồng nhiệt lắm. Gia đình chậm xuống thì kiểu như mấy anh chị xung quanh hiểu lầm em là đây là bạn trai của em và gia đình chồng em là đang đi xuống để xem mắt em vào ngày cuối tuần. Kiểu đúng đó chứ, hiểu lầm nhưng mà thật ra nó đúng đó em. Đúng rồi, đúng quá luôn. Đúng không Thành? Dạ đúng. Nhưng mà nè, mẹ đó là người miền Tây. Dạ đúng rồi. Còn Thành là hai bà là miền Bắc, Bắc, Bắc đúng không? Dạ. Đúng rồi. Thì giữa cái văn hóa khác miền như vậy thì nó có gặp những cái sự khác biệt và nó có gây nên sự trở ngại gì không? Có anh. Mẹ chồng em thì kiểu như là người miền Bắc nhưng mà hiện đại. Mẹ em trẻ lắm, em mới có 50 thôi, nhưng mẹ của em thì đã 60 rồi. Trên vừa trên là tuổi, vừa trên là cái quan niệm sống. Mẹ em cứ quan niệm là trai miền Bắc là kiểu như là gia trưởng. Rồi thêm công việc của chồng em như thế này thì kiểu như là ở một mình nhiều hơn, chăm lo cho con nhiều hơn, chồng đi công tác nhiều hơn. Thì mẹ bảo là xa gia đình mà thêm ở một mình không quen ai cho nó nữa. Thì mẹ nói là mẹ không muốn, mẹ cứ bàn ga thôi. Mẹ còn bảo là nếu như mà tao biết gia đình bạn này là người Bắc á thì cản rồi. Mẹ không thích người miền Bắc. Lúc đó là mối quan hệ của hai đứa là nó có tiến triển như thế có nào rồi? Trên xe đi á thì ngoại em bảo là giờ này còn chị em gì nữa, hai đứa mày cưới nhau đi trong năm nay thì tao cho bé An ba chỉ, tao cho cái Thành hai chỉ. Thôi, tối hôm đấy thì em tỏ tình với vợ em luôn. Nhưng mà vẫn còn đang gặp một cái lấn cấn từ phía mẹ em. Mẹ vợ, đúng. Đó, vậy thì làm sao để hóa giải cái điều đó? Em cũng lấy ví dụ và cái người chồng miền Tây là như vậy đó. Cũng không có phải mặc định rằng là trai Bắc là sẽ như vậy. Đúng rồi. Cái đó là kiểu như mẹ thấy những cái người ngày xưa thôi. Đúng chứ rồi. Hiện đại bây giờ cuộc sống nó đã khác nhiều rồi, không giống như là như vậy nữa. Về phía mẹ và bà ngoại của Thành thì có cái động thái đẩy thuyền nó ra sao? Hai bà cứ mưa dầm thấm lâu ấy. Em thì cứ ăn vạ, dự xuống đây ăn vạ suốt. Mẹ em khó, mẹ em bỏ chứ. Hai đứa chưa có gì với nhau, người lớn cũng chưa có nói chuyện gì hết. Mà người lớn bên đây đã qua bên đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa có nói gì. Xong mà chồng em thì cũng chưa có nói gì. Mẹ sợ là sau này hai đứa không thành thì em lại mang tiếng. Xong rồi cái lần Tết năm 2022, mẹ chồng em cũng định xuống một lần nữa, lần cũng ngay dỗ ngoại nữa. Em cũng kiểu bàn ga với mẹ chồng em. Thì cái lần đó là mẹ em xuống là đám hỏi luôn. Lần đó là mẹ em xuống là đám hỏi luôn. Đây lúc đấy mẹ vợ em cũng xui xui rồi, chốt ngay không bà đổi ý mất, chốt ngay không bà đổi ý mất. Tại vì chồng em xuống nhà chơi là nhà rửa chén hay là giặt đồ gì đó à, sẵn vô làm em luôn. Làm thì chồng em cũng sẽ làm. Cái mẹ em từ nhiều lần như vậy thì mẹ em cũng hay la bảo là con trai con đứng lên đi, cái việc này để vợ con nó làm và con An nó làm. Nhiều lần như vậy thì mẹ em cũng cảm thấy là ừ được, không còn những cái định kiến trong đầu. Dạ đúng là rồi, trai Bắc là gia trưởng nữa. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Thật ra là không phải là miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc gì đâu. Dạ. Mà những người mẹ trên thế gian này đều rất sợ con gái của mẹ gặp phải những ông chồng gia trưởng. Đúng, dạ. đúng. Bao nhiêu lâu thì cưới luôn nào? Dạ, sau khi lần gặp đầu đó thì một năm 7 tháng. Thời gian mà bạn này á cứ xuống thăm em á, có ngày nào mà ở lại đêm không? Dạ có, anh thường xuống mấy ngày cuối tuần á. Đêm mà tối ngủ đâu. Chị chồng em là thuê cái nhà nghỉ bên cạnh 150.000 một đêm để ngủ. Xong rồi cái sáng hôm sau chồng em lại trọ sớm nhưng mà không dám gõ cửa. Em thì cuối tuần em hay ngủ nướng, em thích vậy em mở thì thấy chồng em đứng. Chồng em bảo anh đứng đây từ sớm mà anh không dám gõ cửa. Sao vậy? Sao không vô nhà trọ ngủ ké luôn? Thì nhanh vậy anh. Không phải hỏi luôn chứ. Dạ, trời ơi. Mấy lần sau thì cũng có xuống nhưng mà là ngủ võng. Xong mà ở giữa cái võng thì có một cái chiếc xe máy của em rồi em ngủ cái niệm bên đây. Chồng em nằm võng đưa lúc lắc bảo thương nha, mấy núi cũng chèo mấy xong cũng đội mấy lèo cũng qua mà nhưng mà anh chỉ dước mở chiếc xe mà anh qua không có được. Dễ thương không? Người ta đã chắn chiếc xe rồi đúng rồi không? Bao lâu thì cái xe đã đi bỏ ra? Mãi là tới lúc mà đám hỏi á thì chồng em thật tình lắm bảo chứ vợ ơi đám hỏi anh về dưới rồi mẹ có cho hai đứa ở chung phòng chưa. Xong rồi em bảo không, vẫn chưa luôn. Vẫn chưa luôn. Chồng em vẫn ngủ phòng khác, em ngủ phòng khác. Chồng em thắc mắc bảo người ta hay nói là đám hỏi là được ở chung với nhau rồi mẹ, xong rồi mẹ khó dữ dữ vậy chưa nữa. Từ cái đám nói tới đám cưới là bao lâu? Là 7 tháng anh. Trời ơi đúng rồi, ổng khó chịu là đúng rồi. Đúng rồi. Cái đêm động phòng hai đứa chắc nó ấn tượng lắm đúng không? Rất là nhiều kỷ niệm đúng không Thành? Bây giờ nó đỏ mặt hết trơn, nó đâu kể được đâu. Thôi, bây giờ mình nói sao chuyện khác đi. Không biết Thành có lãng mạn không ta? Em đoán. Theo em thì Thành là người lãng mạn, nói ít làm nhiều. Đó. Đúng không em? Nói nhiều nhưng mà là ít vậy. Nhắn tin đó thì nói rất là lãng mạn và nói rất là nhiều luôn. Ghi tin nhắn là khúc khúc vậy nè chứ không gọi ngắn ngắn gì đâu. Nhưng mà khi gặp nhau thì không nói gì nhiều hết trơn á. Thí dụ 8 tháng 3 thì tặng cho em cái quà gì bất ngờ? Cái lần đầu tiên của 8 tháng 3 chồng em xuống chợ em là không có phải ngay ngày 8 mà đâu đó tầm ngày 5 ngày 6 á. Thì sáng hôm đó hai vợ chồng em mới đi chợ đi nấu ăn. Thì hai đứa đi chợ về nấu ăn xong về rồi để đồ đó rồi chồng em lại quay xe đi nữa. Em hỏi đi đâu, chồng em bảo
anh quên này, cái đi mua một bó hoa về nhiều màu lắm anh, nó cũng đẹp lắm nhưng mà nó được bọc trong một cái giấy kiến á. Có hoa đó là cũng như trưng bàn, không phải là hoa ngày lễ, hoa để trưng bàn ở ngoài chợ người ta hay bán á chị. Hoa thì đâu là hoa cúng nha. Thì nói đâu ra là như vậy á. Cũng gần gần đến ngày 8/3 rồi, tưởng ra ngoài đường là cũng nhiều bánh hoa lắm, kiếm hoa hồng mà không thấy hoa hồng nó bán. Em thấy hoa này cũng giống hoa hướng dương, đâu biết là nó hoa cúc đâu, Thế trời em ơi là trời. Em có thương chồng em không? Em có buồn cười chồng em không? Em thấy chồng giận. Ngoài cổng vô em thắc mắc, ủa mình không có bình hoa mà mua cái bông này về thì cũng đâu có chỗ đâu mà trưng. Em cũng không nghĩ là tặng lễ luôn. Mà chồng em cầm vô ngọt ngào lắm. Hôm nay chưa tới lễ thì anh mua trước tặng cho em. Tại vì ngày 8 anh không có thứ này được nên chụp còi. Chiều nay anh đi về, cái lúc đó em mới dở cười ra, đây là bông cúng mà anh. Bây giờ là cứ đi ra ngoài đường em thấy hoa là vợ em bảo hôm nay rằm đúng không anh? Bây giờ 14/2 hoặc là 8/3 ngoài đường nó bán hoa nhiều ấy, vậy em hỏi ngay ngày rằm đúng không chồng? Ngày rằm hay sao người hoa bán hoa đấy? Nhưng mà chồng em dễ thương đúng không? Các em trong suốt thời gian yêu nhau chắc đâu có giận nhau đâu đúng không? Dạ có, anh chồng em có một cái tật là rất là tôn trọng bạn bè luôn. Khi mà đi nhậu là không bao giờ cầm điện thoại, cho dù ai điện cũng không nghe máy, không bắt máy luôn. Bạn gái gọi không bắt máy luôn? Không luôn, là đầu giờ bảo là đêm nay anh đi chơi với bạn nha, rồi đó là tới sáng hôm sau luôn. Trời không, ơi. Không bao giờ kiếm được chồng em, tới lúc chồng em tỉnh thì mới kiếm được. Tại vì mấy bạn em toàn đô bất tử Em uống được 2-3 ly em say mất tiêu, em lên trường em ngủ, sáng ngày mới dậy. Thôi mình qua luôn tới cái phần kia đi, cái phần sau khi cưới luôn đi. Thế thì bây giờ cái vụ mà nhậu mà coi như là không cần điện thoại, không cần phải liên lạc đấy là tập xấu, có tới bây giờ luôn không? Bây giờ thì đỡ hơn rồi, đỡ hơn. Chồng em cũng sửa đổi nhiều. Nhưng mà cho đến hôm nay thì vẫn còn tật xấu chứ chưa có hết. Đó là bao nhiêu tật xấu nè? Em kể hết ra đây. Nhây sao? Nhây cực kỳ. Vừa nhậu say về là bạn chồng em điện là hôm nay cho Thành ở lại đi ngủ đơn vị nghe. Thì em cũng nghĩ là say với về thì cũng nguy hiểm thêm giao thông nữa thì thôi. Anh ở lại ngủ đi. Em khóa cửa lại ngủ là tầm nửa tiếng sau là chồng em về. Về là trên tay cầm bánh tráng trộn, trà sữa các kiểu trên lề đường, ai có bán gì là chồng em mua hết. Trời ơi, như vậy đây có bị tật xấu luôn. Treo lẳng trên xe rồi về cái anh biết chở đó bụng này kia anh mua này kia các kiểu rồi đó là em ngồi ăn đi rồi ngồi nhìn họ là cả tầm 3 phút là ngáy luôn. Tiếp tục gì nữa nè? Dạ như là ngủ ngáy. Em biết là cái ngáy đó là không có kiềm chế được, nhưng mà khi mà tỉnh em nói thì chồng em bảo là anh ngáy đâu xong rồi cái em mới ghi âm lại luôn, xong rồi em đưa. Trời ghê vậy hả? Thôi cái ngáy bỏ qua đi tại tội nghiệp ổng. Còn gì nữa nè? Dạ là không có lãng mạn anh ạ. Không có lãng mạn. Không, lãng xẹt thôi chứ không có lãng mạn. Trong đời là chỉ có một lần mua bông tặng em mà bông cúng chỉ là lộn bông cúng thôi. Dạ. Em mong muốn Thành thay đổi điều gì? Dạ, thứ nhất là nhậu kiềm chế lại. Bớt lại. Nhậu ví dụ như mình nhậu thường ngày là mình nhậu 10 ly mình mới say thì mình có gia đình rồi, nhậu tầm 7 ly thôi, 6 ly thôi. Dạ. Nó bảo đảm được sự an toàn. Đúng rồi. Thứ hai nữa là chồng em là một người sống nội tâm. Giỡn nói chuyện nha thì nói nhiều lắm nhưng mà đi làm mỗi khi mà về em thấy mặt chồng em kiểu như không được thoải mái á, căng căng ra thì em có thể hỏi là hôm nay chồng bị gì hả, sao mà thấy chồng không có cười vậy. Mà chồng nói không có gì đâu, mà không có gì mà nhìn nét mặt thì em có thể đoán được. Nhưng mà không kể, nhưng mà mỗi lần đi nhậu say về thì mới kể hôm đó anh vậy đó, thì say về thì mới nói. Rồi bây giờ tới Thành đó. Dạ và em cũng không có tật xấu gì, chỉ có mỗi tật là ngủ thì cô ngủ có thể lăn được mọi tư thế luôn. Hai vợ chồng đã ôm nhau bình thường nha, nhưng mà sáng em dậy là em ôm cái chân của vợ em rồi. Có nghĩa là bà say giống như xoay cái kim hò. Cái đấy là không phải tật xấu đâu em ạ, cái đấy là ngoài vòng kiểm soát. Cũng vô thức. Thôi đôi này thì là quá hạnh phúc rồi anh ạ, viên mãn. Em có mong muốn vợ thay đổi cái điều gì và mong muốn vợ mình có thêm cái gì nữa? Qua chương trình này thì muốn vợ hiền hơn chút nữa. Hiền lắm rồi đấy. Hy vọng là sau ngày hôm nay thì chị mong là ước mơ của Thành sẽ thành hiện thực. Và sang năm thì hai bạn sẽ có một thiên thần nhỏ được ra đời. Hai bạn luôn luôn hạnh phúc. Có muốn nói gì với vợ không? Hôm nay qua chương trình này thì chồng cũng muốn cảm ơn vợ đã cùng đồng hành cùng chồng vượt qua khó khăn cuộc sống. Chúc vợ luôn luôn khỏe và xinh đẹp hơn. Đấy, vợ rất là xúc động, không muốn nói gì với Thành không? Dạ em mong chồng em là sửa tính là cứ như là về cũng quan tâm với nói chị tâm sự với em nhiều hơn. Rồi cảm ơn hai em nha. Cảm ơn hai bạn, hai bạn đáng yêu lắm. Dạ tại em vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Cuộc gì? Dạ phẫu thuật cái bưu giáp và cổ. Em phẫu thuật được bao lâu rồi? Dạ được 20 ngày rồi ạ. 20 ngày mà bạn đến tham dự chương trình như vậy thì đúng là rất là cảm ơn bạn và rất là xúc động. Trước tiên xin quý vị và một tràng pháo tay để đồng viên cho chị. Xin mời hai anh chị giới thiệu về mình.
Vâng, em là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại thì công việc của em đang là làm nghiên cứu và phát triển thị trường. Thế còn em? Em tên là Lê Thanh Lý, 26 tuổi, nghề nghiệp là điều dưỡng. Rồi hai bạn quen nhau như thế nào? Cái ngày mà em quen nhau đấy, em đi làm về thì em có ra ngoài công viên em ngồi em xem đánh cờ. Ra ngoài cái đá em ngồi thì trước mặt thì thấy một cô gái, cô ấy cứ nhìn em. Không, đứng đó nhìn em xong nhìn, rồi ngồi nhìn. Nhìn cái xe đạp. Dạ, lúc đó là cái chiếc xe đạp á, nó hướng về cái phía anh này đang ngồi. Thế là em ngó ra nhìn. Cái xe đạp đó của ai? Dạ, xe đạp của em ạ. Khi mà quay ra trong xe thì tự nhìn thấy cái anh này. Lúc đó em nhìn anh này thì em có ấn tượng gì với anh? Mới đầu nhìn thấy anh áo sơ mi đóng thùng. Nói chung là rất là lịch sự, gọn gàng, nhìn cũng bắt mắt. Nên cũng hơi để ý tí. Rồi còn em sao em có ấn tượng với... Cái lúc đầu tiên đấy thì em nhìn thấy vợ em là hoàn toàn không ấn tượng gì hết ấy. Và nhưng mà thấy cô ấy cứ nhìn mình thì em cũng kiếm cớ em sang em bắt chuyện và em làm quen. Thực ra mục đích lúc đầu tiên của em chỉ là cua chơi vậy thôi. Chứ không có tư tưởng gì hết. Rồi cua thì sao? Thì em sang thì cô ấy cũng đồng ý cho số điện thoại. Tối hôm đó về xong rồi em cũng nhắn tin qua lại nói chuyện. Là kể từ hôm mà gặp nhau đến đêm thứ ba là anh em ra ngoài công viên ngồi. Thì lúc đó thì em mới hỏi kỹ về nhà bạn em. Vợ của em lúc đó là nói gì về cái hoàn cảnh của gia đình con? Lúc em vừa hỏi thì vợ em khóc. Vợ em khóc thì có sao nói vậy? Với em rằng là nhà em thì gọi là gia đình cũng được mà không gọi là gia đình cũng được. Tức là sao? Em nói chị nghe, chị không hiểu. Thì bố thì mất rồi, đi rồi. Còn mẹ thì không có đủ điều kiện để chăm sóc. Thành ra là ở với bà ngoại nên cũng có nhiều khó khăn và thiếu thốn. Từ cái lúc mà thấy cô ấy khóc một cái thì em cầm tay cô ấy thì em cũng có nói với cô ấy là anh thì cũng không có to cao, nhưng mà bờ vai của anh thì cũng đủ để làm cái chỗ dựa cho em sau này. Anh lãng mạn quá rồi, anh giúp người ta là đúng rồi anh ơi. Xong được nửa tháng sau thì bắt đầu là em tỏ tình. Anh muốn nghe câu chuyện về cái cách tỏ tình của chồng em. Thì trước khi cái hôm tỏ tình á thì anh có nhắn tin hỏi em là em thích cái loại nhạc nào và cái bài hát nào. Rồi em mới nói em thích cái bài Bức Thư Tình Đầu Tiên. Tối cả anh rủ em đi ra công viên chơi. Cái anh mới nói em thích bài Bức Thư Tình Đầu Tiên phải không, để anh hát cho em nghe nha. Xong thì anh hát, mà lúc đó anh hát hay lắm. Thế xong bắt đầu là anh mới nói rằng là làm người yêu anh nhé. Em có thể nào mà em hát lại cái bài đó cho mọi người nghe được không? Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở bên nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe? Và em thấy rõ ràng đây đúng là cái người đàn ông của đời em đúng không? Dạ. Sau cái màn tỏ tình đó thì đến bao lâu thì hai bạn mới quyết định đám cưới với nhau? 2 năm sau. Chồng em á, nói chung là một cái người mà anh thấy bây giờ rất là chiều chuộng em và rất là thương và yêu em. Vậy sau khi cưới về chắc không có gì bất ngờ gì về người chồng tuyệt vời đâu. Không, nhiều lắm. Chưa khi cưới là cũng đã có rồi. Bây giờ lúc đó là yêu nhau rất nồng cháy. Mình đang rất tin tưởng vào anh, rằng là anh rất rồi, yêu mình. Nọ thì tự nhiên thì phát hiện ra là anh đang quen một cô khác nữa. Thành ra suy sụp. Cái lúc trước á mà em đến với vợ em á là em quen cô đó rồi. Thực ra nếu mà lỗi thì là lỗi cả với hai cô. Rồi em sốc, em giận. Em giận thì anh cứ xin lỗi. Em nhất quyết là phải gặp bằng được cái cô gái đó. Rồi sao? Thì cái cô kia có mới đưa ra cái điện thoại. Có nói đây nè, anh nhắn tin cho nè. Nhìn điện thoại nhắn tin cũng mùi mẫn lắm. Rồi thôi đi, kết thúc từ đây đi. Đáng lý là nếu mà theo lẽ là phải là chọn một trong hai chứ. Thì lúc đó cái cô kia có đi bằng chứng vậy thì em mới nói là thôi rồi, anh quen cái người kia, anh lừa mình rồi. Thì mới khóc. Thì trong suốt đoạn đường về anh mới xin lỗi, anh nói rằng là xin lỗi anh chỉ có em thôi. Nói mãi thì em mới suy nghĩ thôi, thì để thời gian xem sao. Thế thì anh còn có lén phén với dạ có này. Nhiều lắm, cứ nhắn tin tán tỉnh cô này rồi hẹn cô này uống cà phê. Em xóa hết nhưng mà em có chiêu nên là biết. Coi cái thằng mà luôn tin gửi đó nè. Không, anh cũng xóa hết. Mà sao biết hay vậy? Hay có chiêu sẽ... tại vì anh này á thôi, mỗi lần mà anh tán tỉnh hay là cái cô nào mà mình nói miệng anh chối, nên mình phải sờ từng tay dây từng chán nên thành ra là mình phải khua, mình phải tìm hiểu rồi moi móc ra rồi nói đúng rồi đó thì anh mới chịu nhận.
Rồi sau rồi. Khi cưới yeah. Sau khi yeah, cưới sau khi rồi cưới gan quá vậy không tại thì cũng chơi mời với mình vậy thôi. Anh nói nghe là mỗi lần như vậy khi mà đưa ra bằng chứng là chắc hai vợ chồng cãi nhau yeah. Có bao giờ mà đòi viết tay không? Viết đơn ly dị là nghe em viết nhiều lắm rồi á, thậm chí cũng đã đi gửi rồi á. Riêng về công việc, về kinh tế, về các thứ thì vợ chồng em chưa bao giờ cãi nhau hết á. Nhưng mà những cái lý do chẳng đâu vào đâu xong rồi cãi nhau. Anh á có mỗi lần đi làm về là mặt sưng lên, vợ hỏi á không trả lời, hoặc là hỏi gần nữa thì trả lời cộc lốc, hoặc cái làm cục hứng luôn, không muốn nói nữa, rồi buồn bã, không khí nhà không có một tiếng cười, không có một tiếng nói gì hết. Xong cái mới nói anh à, anh ơi anh sao mà anh đi làm về mà anh cứ sưng cái mặt lên đi, khó chịu quá, anh có gì chuyện gì không, hay cái gì với em không? Anh ơi, đừng có phát bệnh, in đi. Là hai vợ chồng nè, lời qua tiếng vào. Nhưng mà bây giờ cái không khí đó bây giờ còn không? Thì nói chung là hết rồi. Thì cũng qua một cái vụ cũng lớn, em qua bệnh viện mở luôn. Tại em cảm thấy ngột ngạt quá. Cũng đừng tuần á, thì suốt mấy ngày đầu thì anh cũng cứ nhắn tin, anh xin lỗi, rồi anh hứa sửa chữa này nọ, không tán tỉnh ai, rồi thế là về nhà sẽ không về dạy dạy dạy. Thế xong rồi anh nói là thôi không tin anh nữa, tại nhiều lần lắm mà. Cái lúc đó là anh mới kêu anh bị đau bụng, xuất huyết, anh kêu anh ói quá trời máu, em nói không tin. Cái anh họ bên cạnh nhà, anh mới đưa anh vô bệnh viện. Em thì em bị thiệt, từ trước đó em đã bị đau rất là nhiều, nhưng mà hôm đó đau em ngồi em không làm việc được. Em mới ra em đi mua thuốc em uống, về đến nhà cái xong là em vừa uống thuốc vừa uống miếng nước mà thổ hết luôn ra. Nhưng là đưa vô bệnh viện chỗ em làm luôn. Dạ, xuống thì thấy anh nằm dậy thì em cũng lo, thì anh cầm tay em rồi, anh này nọ, thì lúc đó em cũng mũi lòng rồi. Thì coi như là sau cái lần đó là thì anh cũng thay đổi. Mọi chuyện nó thay đổi đi thay nhiều đổi. Đúng không? Nhưng mà trước đó một lần thì em bị vợ là cuốn hết quần áo và cho ra ngoài. Vợ em là có cái như này thôi này, cãi rất là tài, sai cũng không nhận. Mà bừa bộn lộn xộn đang áp lực rồi, về nhà mà nhìn thấy bừa bộn em không muốn nói chuyện gì hết luôn á. Vâng, thì còn cái lần đấy thế hai vợ chồng cũng cãi nhau. Không nói ra, không biết. Hai vợ chồng cãi nhau thế xong buổi sáng hôm đấy em bảo thôi bây giờ em ở nhà đi, anh ra ngoài anh thuê phòng ấy ở. Thì mục đích của em chỉ là để cho vợ không gian đe thôi. Vâng, đúng rồi, chỉ là để cho vợ có cái hướng thay đổi thôi. Đến lúc em đi thì em cứ nghĩ thôi đi làm xong, ăn cơm xong rồi bắt đầu là 7, 8, 9 giờ tối em vẫn cứ chạy nhông nhông ngoài đường, em đi dạo em chơi như vậy. 8 giờ không thấy nhắn tin kêu về, 9 giờ không thấy, 10 giờ không thấy, em bảo thôi chắc kế hoạch này vỡ rồi. Thế xong rồi bắt đầu em bảo thôi đi về. Về thì thấy đang ngồi trên sofa là coi tivi cười. Mà em bực quá em không đi cửa đó nên em đi cửa khác, em vào nhà. Vào đến trong phòng ngủ em thấy một cái ba lô quần áo của em bỏ hết vào trong đó rồi. Bỏ sẵn mà bỏ sẵn hết vào đó rồi. Thế xong em bảo cô vào trong này, tại sao bỏ hết đồ của tôi vào trong? Thế xong nói thì sáng anh bảo anh đi ra ngoài anh ở thì tôi bỏ ra thì anh về anh lấy cho nó nhanh. Tại không? Bây giờ chắc có lẽ là em rất là muốn Sơn có nhiều thay đổi đúng không? Tới thời điểm hiện tại thì từ lúc em bỉnh giờ thì nói chung là anh cũng thay đổi rất là nhiều. Cũng không có gì đáng để nói, nhưng có một điều là em muốn chồng thay đổi á. Không có tâm lý cho lắm. Ví dụ như lần em đi săn đi, ngồi chờ, thì thay vì anh có thể động viên em hoặc là nói chuyện hoặc là này nọ để em bớt căng thẳng, thế nhưng không, anh cứ ngồi im vậy nè, xong thôi dài. Thì nhìn cái cặp bên cạnh á, nó vợ cũng cười, nói chồng cười, nói vợ vui vẻ. Thì em thì muốn á, là cho dù cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa á, là vợ chồng nên á, là thoải mái một tí, quên đi và vui đi hơn. Anh không bình thường mà anh mà anh nay là anh căng thẳng đúng không? Anh lo cho em, anh căng thẳng. Em thì em không muốn bất kỳ một cái gì vợ em lo hết á. Nhưng mà vợ em thì lại muốn em chia sẻ cái điều đó. Nghĩa là Lý muốn Sơn biểu lộ, biểu lộ hành, biểu lộ bằng hành động. Dạ, chứ đừng có ngồi im vậy mình cảm thấy sao mà mình cô độc thế này. Sơn, em mong muốn điều gì nhất ở vợ em trong lúc này? Cái điều mong muốn nhất của em là vợ em có được sức khỏe. Chị thấy như vậy nè, những cái điều mà Sơn biểu lộ cũng là để Sơn muốn cho vợ Sơn đừng có bị hoang mang, đừng có bị suy nghĩ nhiều. Những cái gì đạt được, không đạt được một mình Sơn chịu thôi. Bởi vì sao? Sơn cũng biết là Lý không có được khỏe. Nhưng ngược lại cái điều mà Lý muốn lại là Sơn đừng như vậy. Thì chị thấy như vậy nè, cái điều mà Lý muốn là chính đáng. Vợ chồng phải sẻ chia, phải chan hòa hết. Và trong khi mà Lý đang yếu trong người như vậy thì những cái gì vợ em muốn, em cứ làm đi. Còn cái chuyện mà cổ cảm nhận về cái thành công hay cái thất bại của em, từ từ cổ sẽ nói ra. Chị mong rằng là sau cái chương trình này Sơn sẽ thay đổi thêm nữa với cái yêu cầu của Lý đối với em. Chị nghĩ là em làm được đúng không? Còn về Lý thì chị nghĩ như vậy nè, hơn ai hết ngay trong lúc này em phải là người mạnh mẽ, nghị lực. Và cái thay đổi của Sơn biết đâu chừng sẽ là một năng lượng tiếp sức, tiếp sức cho Lý đó. Để mạnh mẽ hơn. Và hôm nay đó, một số vợ chồng son đã từng xuất hiện trong chương trình này và họ mang đến đây những lời chúc dành cho Lý. Xin mời. Đây là hai cô dâu của chương trình Vợ Chồng Son, các bạn đã tham gia rồi đó, và các bạn muốn chia sẻ với Lý. Nghe câu chuyện của hai bạn cũng rất là nhiều cảm xúc.
thì hai chị chỉ mong là em phải thực sự mạnh mẽ lên. Và khi mà mình có một cái nghị lực thì chị tin là tất cả những cái quãng gập ghềnh trong cuộc sống của em sẽ vượt qua. Tại vì không phải lúc nào cuộc sống của mình nó cũng bằng phẳng. Cho nên khi mà em đi qua những cái gập ghềnh này, em sẽ thấy là những cái điều tốt đẹp phía trước đang chờ đón em. Như là ông xã của Nhi cũng biết là Lý vừa trải qua ca phẫu thuật, thì cách là một tấm thiệp tượng trưng cho chương trình cũng như thay mặt cho các cặp vợ chồng son gửi đến Lý cũng như là ông xã là những lời chúc là sức khỏe, mau khỏe mạnh lại. Và đây là trong cái tấm thiệp này thì là có những cái rất là nhiều lời chúc của mọi người dành cho hai bạn. Xin được cảm ơn bạn. Lý có thể mở ra xem cái câu chúc ở trong đó như thế nào. Nói chung là đến chương trình hôm nay thì em cũng lưỡng lự nữa đi nữa không. Thì cuối cùng em quyết định là đi. Đi để cho tinh thần mình nó vui vẻ hơn và có thêm một cái nghị lực để mà mình tiếp tục điều trị. Tại vì ngay cái ngày hôm qua là cái tinh thần của mình nó cũng đã xuống. Tại vì sau khi mổ xong tinh thần nó xuống hẳn đi. Thì cũng buồn. Nhưng mà bây giờ thì sau chương trình xong thì khi đọc được những cái lời chúc và những lời động viên của các anh chị và quý khán giả rồi thì em thấy rằng là mình phấn khởi lên điều trị cho tới cùng. Lý có biết không và Sơn có biết không, hai bạn tôi nghĩ là phải lạc quan hơn nữa, là bởi vì chồng của Nhi đã trải qua một cái cơn gọi là thập tử nhất sinh, tưởng chừng là sẽ không vượt qua, và hy vọng rằng là hôm nay Nhi sẽ mang đến cho Lý một cái sức mạnh, một cái nghị lực gì đó để Lý có thể vượt qua. Cảm ơn hai cô dâu đã từng xuất hiện trong Vợ Chồng Son. Và xin cảm ơn Lý và... Em nhìn anh quen quen ta. Chào Quách Ngọc Tiên, chào chị. Dạ, em chào anh. Nhìn anh quen lắm. Hình như là anh em mình đã gặp nhau rồi. Đúng rồi, anh em mình gặp nhau ở... Có đá banh với chung với nhau rồi luôn. Chính xác luôn. Hay quá, tại em là người mới đá banh. Em là đợt, hình như là đợt đó anh em mình đá với Cần Thơ đúng không anh? Đá ở đình Trung An của huyện Thốt Nốt, Cần Thơ mình đó. Ở đó, cái bữa đó em nhớ là trời mưa tầm tã. Là mình đá khác đội hay là chung đội? Khác đội. Em là đội ở trên thành phố Hồ Chí Minh, đội nghệ sĩ. Về đó đá giao lưu để mà trao quà từ thiện cho bà con. Giao lưu với đội của anh này. Dạ. Đúng không? Đúng rồi, dạ. Thôi chị sẵn đây là có Tuyên biết thôi. Còn Vân với lại quý vị khán giả chưa biết thì là xin mời bạn giới thiệu về bản thân. Em xin chào chị Hồng Vân, chào Quách Ngọc Tiên, chào quý vị cô chú anh chị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Đức Hiền, năm nay 45 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên điện lực, công tác tại trạm biến điện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Và cái nghề phụ là YouTuber ở kênh YouTube Đức Hiền Cần Thơ, là kênh YouTube Thiện Nguyện. Đây là xã em. Thì em là Nguyễn Thị Kim Tơ, năm nay em 44 tuổi. Em nghề nghiệp là nội trợ. Thì mấy năm nay thì thêm một nghề phụ nữa là làm caramel phụ trong xã. Quay đăng YouTube á. Vậy đó. Dạ, quay YouTube quen. Dạ. Hay quá à. Là cái kênh đó mình tự gầy dựng luôn hả anh? Đúng rồi. Là không ai qua ai bảo trợ anh hết, anh tự làm trực tiếp luôn. Hiện nay thì đang được MCV Network quản lý. Kể cả bên fanpage bên YouTube luôn. Vậy là tốt quá. Dạ. Là cái lượng subscribe của mình là bây giờ bao nhiêu rồi? Dạ chị, hôm nay thì kênh của em được 42.000 sub. Trời ơi. Cái nội dung của mình truyền tải trên kênh là thường thường là cái gì anh? Cái nội dung kênh Đức Hiền Thơ là chia sẻ yêu thương, em cất nhà tình thương với lại thăm những hoàn cảnh khó khăn để mà giúp đỡ. Nói chung là thiên về thiện nguyện á hả? Thiện nguyện. Thì em cất cũng 28 ngôi nhà rồi chị. Rồi hai vợ chồng là từ dưới Cần Thơ lên đây. Dạ đúng. À vậy hả? Tụi em lên lúc nào vậy? Dạ em đi lúc 4 giờ sáng lên, cũng tới đây khoảng hơn 9 giờ chút. Vậy đó hả? Lên đây cũng sớm lắm. Xong chút xíu nữa là quay xong là mình đi về luôn. Dạ, Cần Thơ luôn. Không, em tính lâu lâu cho bà xã rửa phèn cái đi ra Vũng Tàu chơi cái mà. Đi rửa phèn. Rồi. Trời ơi, dắt bà xã đi chơi đúng không? Đúng ta rồi. Làm caramel cho caramel là caramel là camera. Camera đúng rồi. Camera chứ không caramel là kẹo á. Được. Dạ. Người ta làm camera cho mình á thì bây giờ mình phải có cái lại quả lại chứ đúng không? Ủa anh chị là kết hôn với nhau được bao lâu rồi anh chị ha? Năm nay là 13 năm. 13 năm dạ, rồi. Dạ 13 năm. Đúng rồi. Dạ. 2009. 2009. Dạ, rồi mình được bao nhiêu bé rồi anh chị? Dạ, được một bé năm nay 12 tuổi.
Dạ. Dạ. Rồi kết hôn lâu vậy rồi bây giờ liệu có nhớ được một chút xíu gì cái lần đầu tiên mình gặp nhau không? Dạ. Mình nhớ chính xác. Có nhớ những cái đầu tiên quan trọng lắm. Ờ, rồi nhớ được là nó cũng ấn tượng ở trong đầu em. Ở hoàn cảnh nào mà mình gặp nhau không? Dạ nhớ. Nó cũng ấn tượng dữ lắm luôn á. Đâu chia sẻ luôn đi. Em chia sẻ cho. Tại vì là cái lúc đầu á, giờ chị Vân biết sao là nó ấn tượng không? Tại vì ảnh xấu dữ lắm, em không có chịu. Em không bao giờ chịu, xấu trai dữ lắm. Mà ngày xưa cũng đen vậy luôn hả chị? Xấu lắm, bây giờ là đỡ, cũng như làm thể như làm thiện nguyện lâu ngày tâm sanh tướng hay sao chị? Em thấy rõ rệt luôn là tâm sanh tướng, chứ lúc trước là ảnh, bây giờ là ảnh như mừ đi. Lúc trước anh chỉ có 4 năm thôi hả? Trời ơi, xấu dữ vậy luôn. Dữ vậy lắm. Trời ơi, trong mắt bả mà em xấu dữ vậy sao? Dữ lắm. Em nói chị đen xì à. Ê, lúc đầu á là em thì nhà em thì kinh doanh buôn bán. Tối ngày thì em bán xong rồi em ở nhà với mẹ em không à. Em không có đi đâu hết trơn á. Rồi cái em đâu có để ý tới ai ngoài đường. Nhưng mà mấy người thanh niên thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Hồi xưa mấy bà xưa nói mày có chồng mày lựa nghe. Chứ để mà không phải mày khổ. Mà mình cũng lựa lắm. Mình không có để ý. Mình để đi tùy duyên đi. Thì ông anh của em á là ảnh hay đi đá banh, anh mà anh bà con chứ không phải là anh ruột. Thì đá thì anh này không biết anh có ý đồ hay là sao thì em không biết. Ảnh cũng xuống cái sân banh ngay chân cái nhà của em là nó có sân banh trước cổng lộ á, thì em đi chợ đi về đó. Em đâu có để ý, em đâu có biết đâu, mà ảnh thì để ý mình không biết. Đó. Cái nhờ ông anh ổng xin số điện thoại. Em không cho, em nói trời phiền phức lắm. Nhưng mà chị hỏi nè, em gặp ảnh ở đâu lần đầu tiên mà em ấn tượng? Em chưa gặp, để em kể chị nghe. Trời, nó bi đát. Vậy sao đó người ta xấu? Chưa, để em kể chị nghe rồi em mới biết, chị mới biết nó xấu đến mức độ nào. Cái xong cái đầu cái xin số điện thoại. Cái em mình cái lòng mình không có cho số điện thoại, nhưng mà cái tâm của mình thì nó tò mò. Tại vì biết cái người đó người ta xin số điện thoại mình, tại sao nhiều người ta cũng xin số điện thoại, người ta cũng đẹp trai đúng rồi kia, sao mình không tò mò. Cái mới tò mò, ông anh ổng nói xin tao hoài mày ơi. Cái em mới tò mò thì người ta chỉ, thì ổng ngồi chằn dần ở trong cái sân banh đó, chứ đâu sân banh ngoài đầu đường nhà em á. Em nhìn nó nói trời ơi ông nội này ông xấu dữ vậy trời. Mình mới không có cho số điện thoại, mình gặp ông xấu dữ lắm, em không có chịu nghe, anh đừng có cho số điện thoại nha. Mà ông biết ông mò ở đâu ra mà ông tìm được số điện thoại của mình. Cái ông mới điện. Ông điện cái gì thì mình biết ông là tên Hiền rồi, thì ông nói ông tên Hiền thì mình biết ông tên Hiền rồi, mình cũng biết ông rồi. Thôi anh ơi, em không có chịu quen. Mình cũng tìm cách để từ chối được kia mà ông cứ điện thoại hoài mà mình không có quen. Đó. Thì em thấy cái mặt ông rồi là em không bao giờ quen, ông xấu dữ lắm. Em nói thẳng là ông xấu dữ lắm, nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên của em đối với anh Hiền là quá xấu. Dạ, quá xấu. Và không đồng ý để quen con dạ, người đúng này. Rồi. Rồi bây giờ còn em. Nhất thiết là em không quen luôn đó. Năm đó bao nhiêu tuổi? Em năm đó là cũng 30, 31 vậy rồi. 30, lúc anh 30, em 29. Ủa, vậy là cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy giờ năm. Đây là bốn mấy. Còn em sao mà em gặp cô này lúc nào? Không, cái lúc em... anh gặp em là chỉ mới có 26 qua 27 tuổi. Ảnh còn đi học lùm lum chân. Mà cái duyên á chị ơi, cái duyên nó duy trì tới sao mà cái duyên gặp nó duy trì đó, đúng dạ đúng rồi. Rồi Hiền duy trì dữ lắm. Em cũng chia sẻ cho chị Vân với cô chú khán giả được biết nha. Thì cái năm 2008 á, lúc đó là em 29 tuổi. Đó, thì thấy cái mình làm công tác ở trạm biến điện đó, thì cái trạm biến điện thường thường ngay ngoài lộ. Chiều thì mình ở trong cơ quan trong trạm luôn. Đó, thấy bạn cái chiều có người đi chạy ngang mà thấy đẹp gái lắm. Đi xe đạp hay là không, đi chạy Honda, nó đi Honda. Tại chiều này bà cái chị này đi lấy tiền thịt á, đi bán thịt heo mà. Cái chiều chạy qua thấy đẹp. Cái mình hỏi được lần nó nhà nó dưới Bông Giang đó. Ngay sân động thốt nốt giờ đó. Sao ông anh từ chỗ anh làm cách chỗ đó sao? Cái mấy số à? Đó, từ mình ở gần cái bến đò Trung Kiên. Dạ. Nhà cô này thì ở chỗ trạm cái sân banh thốt nốt giờ đó, Ngọc Tuyên biết đó. Thì nhà trong nó luôn lúc trước chưa sân banh đó. Thì chỉ có sân cát thôi, nhưng mà anh em đá. Nghe nói trong đó cái mình cũng mò vô. Cứ thôi thốt rồi thốt, mình cứ xuống mình xuống dưới tới đó luôn. Mình đặng mình tìm hiểu thêm. Rồi đặng coi bả chạy qua chạy lại vậy đó. Rồi xin số thì cái ông anh cuối cùng không cho. Là cái cô này cho ông kia, ông anh rồi anh cho mình lại. Thì lúc đầu cũng nhắn tin điện thoại rồi đó, rồi cũng làm quen xong rồi rủ đi chơi nào không chịu đi. Rồi sau này không biết sao rồi mình cũng nhắn tin vậy đó, rồi cái thời điểm đi học trên phố là năm 2008 đầu 2009. Rồi Tết á anh về đó em mua bông tặng đó, rồi đầu tự nhiên cổ cảm động của bông mà tặng bông dữ lắm chị, tặng bông mà bông gì bông gì tiên mà cái xíu bông xíu. Mà Tết á vậy là người ta bán chân Tết hồng tiểu muội, hồng tiểu muội vậy đó. Đúng rồi anh, tại em đi học về. Thời điểm đi học về đúng là gần Tết mới đi học về. Giờ để chị sâu chuỗi lại nè, chứ để nhiều khi khán giả bị mình rối. Hiểu à. Khán giả bị rối. Dạ. Có nghĩa là hồi lúc mà em còn đi học là em đã biết cô này rồi đúng không? Không, em học nâng cấp của trước em đó, lên. Trước đó là đã biết rồi. Trước đó là dạ. Em đã biết lúc cô đi này làm rồi. Dạ. Đã biết đi rồi. Làm mới biết.
Dạ. Đi làm ở điện lực là biết rồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Trước đó là biết rồi, rồi sau mà anh mới đi học. Em không có nói chuyện qua chị lại. Chị hiểu rồi, đây nè, dạ. Chị mới đang nói là hai giai đoạn nè. Dạ. Trước đó là Hiền đã biết em rồi. Dạ. Mà đã thích em rồi, dạ. Đã thấy em đẹp rồi. Dạ. Đó là cái cảm giác của Hiền là khi dạ. gặp em dạ. là chị biết đây là một người con gái rất đẹp mà dạ. mình phải tìm cách mình mò mẫm, mình đeo đuổi dạ, đúng, dạ. đúng không? Dạ. Còn em á là cảm giác đầu tiên gặp anh này là anh quá xấu và em không bao giờ nghĩ là em sẽ quen anh này. Dạ, em không quan tâm. Đó, nhưng trời xui đất khiến, có nghĩa là ông này ổng quá là dai dẳng đi, dạ. đúng không? Đúng. Qua thời gian đi học xong rồi dạ. là đáo hạn trở lại là vẫn tìm cách đeo đuổi em. Tiếp tục dạ, nữa. Đúng. Rồi sao em cũng tò mò, dạ. đúng không? Dạ. Xấu quá mà sao đeo dữ vậy, dạ. tò mò. Tò mò. Rồi cho cái số điện thoại dạ. cho ông anh, đúng không? Dạ. Rồi ông anh mới cho Hiền cái số điện thoại của bạn này. Rồi nó tình cảm nảy sinh. Đó, nhưng mà giờ... Anh, lúc mà anh đeo đuổi chị, anh biết là chị không thích anh không? Biết, cái nhắn tin nhiều khi mà không muốn trả lời nữa. Xanh lý vậy? Mà lì hoài, mà người ta nói là nhất cự ly gì tốc độ gì. Anh gì đó thị lắm, mười anh điện thoại một cái em nói chị là thôi đi hoài. Không dạ. hoài mà em nói đừng có nói nữa, gì đúng rồi không, em không có chịu. Nhưng mà lúc đó Hiền không? Là hiền lành không hay là... Cái nét thì rất là hiền, nhưng mà quậy lắm, quậy nhiều gái theo không? Em nói chị gái thì em không có để ý, em không biết. Nhưng mà tật xấu rất là nhiều. Ủa anh nói chung là để phần 2 kể tật xấu đi. Còn dạ. bây giờ là để ví như là lúc đó là em anh này là ảnh thuộc loại đàn ông hiền lành, dạ. ngoan ngoãn, dạ. hay là quậy, dạ. đó, hay là ăn chơi, dạ. thì anh này là thuộc tiếp người nào? Chứ chị biết gì về ảnh nhiều chơi. Chứ? Ăn chơi dữ lắm. Chị đã biết về ảnh rồi. Tìm hiểu. Dạ, như cũng phải tìm hiểu, tại vì mình lúc đó mình cũng độc thân mà mình phải tìm hiểu coi có phải bến bờ không. Ăn chơi như lắm mình... chị. Tìm ăn chơi, không? Ăn chơi dữ lắm, nói chung dạ. là tứ đổ tường á. Cái gì cũng chơi luôn. Cái gì cũng biết hết. Vậy sao đâm đầu vô chi? Nó gà cờ bạc banh bọng. Thì đó, bởi vậy mới nói cái câu đó là em không biết sao mà đâm đầu vô chi. Nghiệp của chị. Có thể chắc nói nghĩ, chắc nghiệp quá. Cha mẹ bên vợ em không có đồng ý luôn. Cũng như là lúc đầu quen á, lúc đầu quen là cha mẹ đã không chịu rồi. Thì cũng như ảnh hẹn đi chơi hoài à, mình không có chịu thì cũng như mà con gái trong nhà mà nếu như mà cha mẹ không phải tìm hiểu thôi. Quen đó thì cha mẹ điều tra thì không được thì không có cho quen. Đó. Giờ cái lần đầu tiên ảnh hẹn đi chơi là em không có cho gia đình biết. Là nó nạo ngay đi chơi đó là ảnh hẹn đi coi phim ca nhạc hay ca nhạc không ở nhà văn hóa Thốt Nốt á. Là có cái nhạc. Có nghĩa là cái điều gì ở ổng mà em chấp nhận em đi chơi với ổng vậy? Dạ, không, em nói gì nữa nè, em nói trời ơi mình thấy anh nói chuyện thiệt tình của mình thử đi. Mình thử mình đi với ảnh đi, mình đâu có chết chóc gì được thì quen được thì thôi. Chết nói gì đó mình. Tò mò đó em ơi. Mình phải tò mò, mình phải thử mới được. Rồi xong cái đi coi ca nhạc và trong đó nó tối nhưng mà vẫn nhỏ cháu theo nữa. Vẫn nhỏ cháu nữa đúng không? Nhỏ cháu cũng 12 tuổi. Đó nhỏ cháu gái á. Thì vô trong coi phim nó nạo ngay nghe, ảnh cũng tìm cách tấn công mình lắm. Anh thò nắm tay rồi kia mà mình không chịu, mình nắm tay là dữ lắm rồi chưa, má nó nắm tay đừng có cho gần gũi cho nghe. Mình không cho nắm tay nữa. Nắm thì mình cứ gịch gì hoài mà họ nắm cứng gì luôn nè. Đó, giờ cái xong đi, xong cái lần đó đi cái mình cũng để cho qua đi. Cái xong cái kế tiếp sao mà nó cứ ấn tượng trong người hoài, chắc độ cái nghiệp hay là cái duyên thì em cũng không biết nữa. Rồi tại vì lúc đó ảnh cờ bạc quá, ảnh như kiểu ăn chơi đó. Có nghĩa là ông này là cờ bạc nè, dạ. Có rượu chè không? Vũ chè anh không, trận ly hay ly anh quẹo rồi. Ly hay ly là ngoéo ngoéo rồi, nhỏ xíu rồi. Có cờ bạc, rồi có cá độ không? Thì đó dạ, chị, nói chung là tứ đổ tường rồi đó chị. Có bị đổ nợ không? Dạ đúng đó rồi, luôn. Có. Vậy luôn, em biết luôn dạ, hả? Dạ biết. Nổi luôn, em biết luôn. Bên vợ em mà gia cảnh của anh rất là nghèo. Ủa gia đình nghèo lắm hả chị? Nghèo lắm, nghèo trên chữ nghèo. Sao em biết? Sao em biết ảnh nghèo? Có gì nhà chơi? Cũng như là em quen ảnh xong rồi đi chơi vài lần thì em thấy ảnh cũng như là bị xã hội coi thường. Bị xã hội coi thường. Cái đó thì nó vô trong cái tâm em cái nữa. Đó, nó vô trong cái nội tâm em cái nữa. Cái cũng đi chơi nhiều lần rồi. Cái lần đó là ảnh nói về nhà ảnh chơi thì mình nghĩ như về nhà chơi thôi. Thì cái lần đó về nhà chơi nó nạo ngay mình, gia đình em cấm cản lắm, không cho quen ảnh đâu. Tới nước về nhà chơi sao cho được. Đó, mẹ mới nói là không nghe. Nếu một khi mà con đã tới nhà người ta chơi, đó là nó đã giới thiệu con với gia đình. Đó. Thì trong bụng lúc đầu là mình nghĩ nó có làm sao đâu, thì mình tới đó không được thì thôi, chứ cũng như là mình đi chơi với một người bạn thôi chứ có gì đâu. Giờ cái xong cái đi vô trong nhà anh chơi. Vô nhà anh chơi thì thấy gia đình quá trời luôn. Nó kêu bằng là mình vô đó mình thấy là cái nội tâm của mình yêu ảnh nhiều hơn. Mình đứt ruột. Đứt ruột luôn đó. Nhà mà hồi xưa mà nhà loại mà mình đắp bằng đắp với gơm á chị Dân nhớ không? Đắp với gơm mình đắp vô mình đắp lên cái miếng cây tre đó đặng mình dựng lên ở á. Nó rất là nghèo luôn á chị. Nhưng mà 6 anh em lận. Vậy là lúc đó là nó là tình yêu hay là tình thương hại? Cái đó lúc đó mình cũng chưa, nó mình thấy vừa thương ảnh mà thương, tội ảnh thấy... chưa có vô tình yêu nữa. Dạ. Như cái tình là thương mình muốn thương bảo bọc ảnh luôn vậy đó. Giờ cái đi vô thấy rồi xong về cái em lại yêu thương ảnh nữa.
Cái trong thời gian tìm hiểu thì ảnh cũng trước đó ảnh cũng đã có đeo đuổi một người con gái luôn. Mà bên nhà người đó nói là ảnh làm sao mà lo cho con người ta được mà ta gả. Ta trừ tối thẳng mà ta còn khinh thường nữa chị. Cái em mới thấy như vậy em mới nói không được. Thấy ảnh tội quá. Nhưng mà thời gian nó nảy sinh tình yêu lúc nào thì tới giờ em vẫn chưa có khẳng xác định được luôn á. Nó cũng tại vì ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng. Em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta mà phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị. Người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu hoặc là vợ đẹp hoặc là vợ giỏi giang được. Đó. Không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Cái em mới nói là thôi bây giờ mình phải là cũng như mình trong lòng mình làm thể như là mình phải yêu thương ảnh vậy đó. Cái từ bảo bọc ảnh dạ, đúng phải tự nhủ với lòng mình tự nhủ với lòng luôn em dạ. Vô em tự nhủ với lòng là ảnh phải được và sẽ được hơn nữa để cho dạ. Người ta biết là ảnh sẽ được chứ không phải là đồ bỏ đi. Dạ. Mà lúc đó thì nhà em sao, nhà em là giàu không hay là nhà em thì kinh doanh, nói chung thì ba mẹ em cũng kinh doanh cũng nhà nói chung cũng khá giả đất cũng nhiều cũng khá giả dưới quê mà bán thịt heo là khá lắm dạ. Chị đó. Nhà em thì dạ. Con hồi xưa thì cha mẹ là huấn luyện như là quân đội vậy đó nói chung là tự lập tự cái gì cũng tự hết rất rồi, là giỏi. Rồi lúc mà em trốn nhà, tức là nhà không có cho em quen với ảnh dạ. Rồi tới lúc mà nhà biết em quen với ảnh thì sao? Dạ thì cũng lúc phản đối dữ lắm. Nhưng mà tới lúc mà em chọn ảnh là mẹ em có nói là cha mẹ nói là không được nha. Thì em mới nói là dạ thưa cha mẹ, thì cái hạnh phúc là do con lựa chọn. Hạnh phúc là lựa chọn đó. Thì con lựa chọn con sẽ chịu trách nhiệm về cái hạnh phúc của mình. Dù sau này hay sau nữa nó có vấn đề gì tự con sẽ gánh lấy. Không để cho cha mẹ phải là buồn lòng đó. Nhưng mà mình nói thì mình nói, nhưng mà em cũng ráng bảo toàn. Nhưng mà ảnh cái tật ảnh nặng lắm. Tật gì? Ảnh nặng lắm thì cờ bạc đó. Hứa anh hứa được nhưng mà anh hứa nhưng mà không bao giờ làm được. Hứa hoài năm chìm bảy nổi. Em nói chị là bị hoài luôn. Là cứ chơi xong rồi trả nợ rồi lại bể nợ thì tiếp. Thì cứ làm gì hoài luôn đó. Nó như là mình không có được cái lối thoát. Rồi nhưng mà giờ hết chưa? Bây giờ thì dứt hẳn chưa anh? Dứt hẳn năm 2018 là 2019, dứt hẳn rồi. 19 hai chồng em phải đi ra tòa luôn. Lý do là vợ của em là nó muốn ly dị cho em tự em suy nghĩ lại. Và thật sự là em đi ra lên tòa em ra nhà trọ em ở luôn. Nhà cửa thì để cho hai mẹ con ở. Em ra nhà trọ là trong vòng khoảng một năm sau là em tự nhủ bản thân là phải thay đổi. Nợ em giảm xếp trả hết. Thì sau đó em mới làm cái kênh YouTube để làm quay chơi cho nó bỏ cái ngày thời gian mà nó để mình suy nghĩ tới vấn đề mình đi cờ bạc. Rồi tự động cái em quay những hoàn cảnh khó khăn lên, tự động có cái mạnh quân gửi tiền cho em, cái em đi em mới giúp cho bà con, cái tự em thấy em vui đó. À, chị nói em á, đổi em cái đam mê này thành cái đam mê đúng ra. Nó như là thì có đó. Một cái sự sắp đặt trùng hợp với chị cũng như là mình muốn ảnh quên cái đó thì mình phải dẫn ảnh đi sâu vào cái khổ để anh biết cái khổ, ảnh sẽ tìm ra cái chân lý của cuộc sống. Mình làm như thế nào để tôi sống là tốt trong vòng một năm sau là hai mẹ con lên rước em về đoạn năn nỉ vậy luôn. Ủa mà em đang thắc mắc là gia đình của anh rất là khó khăn. Đúng. Và lúc anh cưới vợ chị về á là chị ở chung nhà bên ba mẹ bên anh em bên đó là anh sao? Ở bên vợ. Ở riêng. Anh ở riêng bên có vợ. Có nghĩa là ở trong vợ nhưng mà cha mẹ vợ cho miếng đất, hai chồng mua đất riêng. Nghĩa là bên vợ là lo cho mình. Dạ. Nhưng mà lúc đó là khi hai đứa mà về cưới nhau được mấy năm thì có con? Năm sau. Có. Một năm luôn. Dạ đúng một năm luôn. Mà trong cái lúc mà coi như là lấy nhau rồi, có con rồi mà em vẫn dạ em hứa nhưng mà em không có không. Dạ. Cứ trả đầu này thì có nhiều lúc em vay tiền sao đen, vay tất cả tiền trên app. Tiền nóng tiền này. Tiền nóng trên app điện thoại này, tiên biết này, trong cái mà Facebook này nọ. Cũng dính trên đó luôn. Dính luôn. Bây giờ không có dây tiền đâu để mà đắp đầu này, đắp đầu kia rồi lúc em. Nhưng mà rồi em có nhớ hai chồng có nhớ được là coi như là đổ nợ là hết cỡ bao nhiêu không? Có đoán được, có ước em đoán rồi. Thì nó chiếm hàng tỷ luôn á chị chứ. Vợ em trả trăm. Đứng ra trả rồi. Những cái số tiền nợ đó là chị trả. Đứng em trả luôn. Trả đang nhưng mà cuối cùng mình cứ trả hứa rồi thì anh cứ ấy cũng như là xe nhà thì anh mượn chạy. Đi cầm. Cầm xe. Cầm xong mà không cho em biết cái chỗ em chuột luôn. Đó, thì em phải tìm tòi ở đó em chuột xong ảnh vẫn mượn xong vẫn đi. Giờ tiền mấy cái người mà tao cho mượn mình trả rồi mà nói mấy anh mấy chị thương giùm em khổ lắm, em thức đêm thức hôm em mằng. Hãy cho ảnh, đừng có cho ảnh mượn nữa, phải chi ảnh ngưng chơi á. Thì mình cho ảnh mượn trả đi rồi mình ngưng chơi mình trả cũng không nói nữa. Còn này mượn hoài rồi lại chơi rồi lại trả rồi lại chơi đó. Thật sự không có lối thoát, không có lối đi ra. Đúng, đầu tiên là chỉ biết đi coi đá banh cá 100-200 thôi. Sau này cái mình đá là nhiều. Cái thua đá banh cái phải kiếm đường đi đá gà. Đặng mà chợ kiếm tiền đá banh. Đi đá gà trong vườn gà có tài xỉu. Rồi trời xỉu, sáng đi thua rồi, chiều về quýnh số.
Nó cứ dây mình lẫn hoài, lẫn, cứ lẫn không có dạ. Dòng nào hết. Nhưng mà lúc đó em làm nghề gì để mà nuôi thì con? Em kinh doanh buôn bán đó. Bà xã em là bán thịt heo em đó. Trước là em vẫn cứ, tức là khi tách ra rồi em vẫn làm dạ, cái đó. Dạ. Cứ em vẫn làm riêng, mình không có làm chung với nhà mình luôn. Dạ. Dạ. Tách riêng ra một dạ, đúng rồi. Tách riêng em làm để mà kiếm sống luôn. Tại vì ảnh như vậy rồi mình phải bươn chải. Còn cái lương của em thì em vẫn lãnh bình thường, nhưng mà nhiều tháng rồi lương không đủ tiền đóng tiền lời. Sao đủ? Cho người ta ăn cái kiểu đó sao đủ? 10,000 Trời ơi, triệu tiền ngày á anh, 10,000 Bây giờ không mắc có đường lắm, không phải vậy. Có nhiều lúc mình suy nghĩ cái cỡ nào anh cũng mượn cho á, sao là được số tiền đó thôi. 300,000 Có từ cái lúc mà thời điểm hai chồng mà ly hôn ra nha, lần em lên trên nhà trọ mà ở 1 năm trời đó, là em đối diện với sự thật hết. Thằng nợ nào em cũng đối mặt hết. Tại lúc trước nó lại nó kiếm như con chó mà trong nhà mình, lại nhà kiếm mình trốn trong nhà không dám lên tiếng. Cảm thấy vợ con, vợ bà xã nó bây giờ tôi ông ly dị tôi hết chịu nổi rồi. Ông làm gì hoài, tôi mặt mũi nào tôi ở xóm làng để mình thấy mình cũng đúng. Và đối với cái đồng nghiệp của mình, tuyên biết không, nhiều khi người ta đang uống cà phê, đồng nghiệp nha, mình thấy mình đi lại thôi là người ta tự động ta đứng dậy. Sợ né. Sợ mượn tiền. Em né mình luôn á, người ta khinh thường tới mức độ vậy đó. Rồi lúc đó em sao? Em đau khổ, em tuyệt đau khổ lắm. Em tuyệt biết vọng là lắm, em dữ lắm. Tại vì mình đã nói với cha mẹ mình, tại vì nhà của em với nhà của mẹ em nó cách nhau có mấy cái nhà. Mấy chục mét hả? Mà lúc mà em lấy ảnh là đã biết là một cái thành phần xấu trong xã hội rồi. Mà em cố, em nói phải là đứng ra bảo đảm. Đó, mình đã lựa chọn cái hạnh phúc của mình thì mình phải chịu trách nhiệm. Mình không có phải mình phải cam chịu, mà mình phải làm sao khắc phục để mà bỏ. Mà em thì em làm đủ thứ, nói chung là em chỉ là công việc. Rồi về nhà em chỉ lo trong nhà đâu đó đàng hoàng, để chung mình làm mọi việc để chồng mình thấy, để chồng mình có thể là sửa đổi. Nhưng mà không bao giờ sửa đổi. Cứ mang cái tánh nó hoài hoài quỷ. Cho đến một cái lần, cũng không biết bao nhiêu lần, là bỏ đi rồi lại về, bỏ đi rồi lại về. Em buồn quá em bỏ đi thì ảnh lại đem đứa con ra đi kiếm em, thì về thì em thấy tội quá em về. Mà không biết bao nhiêu lần đó chị. Năm 2015. Rồi tới một cái lần cuối cùng là năm 2015 đó. Đó là em mới quyết định là thôi bây giờ chia tay. Chia tay đường ai nấy đi, con đường anh đã chọn, tự anh chọn thì anh phải chịu trách nhiệm. Nó nói bây giờ anh đi theo con đường của anh, em không cản nữa. Tại vì bên đây là vợ với con không chọn, mà đi chọn con đường đó mà đã biết bao nhiêu lần rồi, chọn thì để cho anh đi đó. Rồi khi mà ảnh đi ra ngoài, người ta khinh bỉ, người ta cái này cái kia cái nọ, người ta nói vợ đẹp vậy đó, con ngoan vậy, gia đình vậy đó, tại sao em không giữ chọn. Người ta gặp người ta xa lánh ảnh ta này kia, cái con người ảnh sẽ sửa đổi. Đó, sửa đổi từ từ dần rồi cảm thấy nó tốt hơn. Nhưng mà cái lúc mà khi mà em đeo đuổi vợ em á, mãi xong rồi em mới được cổ chọn em, là cổ chọn em, có nghĩa là cổ đã chọn hạnh phúc cho cổ rồi. Yeah. Mà đúng là cô vợ là chọn hạnh phúc xong rồi á, là chọn yêu thương để mà cảm hóa đó, yeah. Đúng rồi, để mà cảm hóa, yeah, chồng mình đó. Không. Thì tại sao cái lúc mà em đã được cái người vợ mà mình mong muốn rồi mà em vẫn không buông được cái kia hả? Không buông được gì. Không buông. Em biết lý do sao? Sao kỳ vậy? Cái lúc quen ảnh á, em thấy nhà ảnh nghèo, ảnh nợ nần, ảnh có thể tự ti đủ thứ này kia, cho nên em mới nói là mấy cái thứ đó anh lo, thì thôi để bây giờ em lo. Em sẽ lo cho anh, để cho anh không còn cái để mình khi kiếm cái đồng tiền để mình bù vô cái đó nữa, nhưng mà ảnh vẫn không. Nhưng mà chị học em là rồi sau khi mà em bắt đầu chuyển qua cái YouTube á, để em đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì cái điều gì làm cho em cảm thấy là em thích thú với công việc đó, và những cái hoàn cảnh thì thường là như thế nào để mà nó đánh động cái cảm xúc của em, để em có thể từ bỏ được cái gọi là gì, cái tệ nạn á mà em đã bị vướng vô á. Dạ thì trong cái năm 2019 hai chồng em chia tay, em ra ngoài nhà trọ mà ở, thì lúc đó là em hứa với bản thân rồi, giờ không còn gì trước sợ cái gì để mà sĩ diện gì nữa rồi. Bây giờ thì nợ thì em cứ dàn xếp lại anh Tiên ơi, giờ tôi làm tôi thiếu anh 10 triệu, tôi làm tháng tôi trả anh 1 triệu đi. Mà tôi còn trả nhiều người lắm. Mà chị Vân ơi, tôi thiếu chị 7 triệu hay cho trả anh tháng 500. Ừ. Chị A, chị B, chị C. Mỗi một tháng lương em giữ lại chỉ có 3 triệu bạc thôi. Ừ. Là em trả hết trong vòng 1 năm trời. Ừ. Làm sao hết. Mà thì lương em lúc đó làm tháng được bao nhiêu? Khoảng tầm 11, 12 triệu. 11, 12 lương triệu. Dạ. Trả hết. Rồi sao nữa? Thì cái thời điểm 1 năm trời em trả cũng muốn hết nợ rồi. Thì lúc mà em đi quay hoàn cảnh khó khăn, những người đầu tiên em quay là ở trên Trầm Mã, ở trên cầu Phúc Nốt á. Ừ. Tự nhiên em thấy có một cái chị gửi cái tiền vô, là không có để bí danh gì hết, mà chỉ để là giúp đỡ cho cô Hầu bán vé số thôi. Ừ. Thì em đến lấy anh trao cho cô đó, mình mừng lắm. Mình thấy là mình làm được cái điều tốt, đúng không? Đúng rồi. Mình cảm thấy như mình cảm hóa bản thân mình. Ừ. Cái đó là lần đầu tiên của ảnh luôn đó.
chị hiểu cảm xúc của em rồi. Tức là từ trước á, khi tức là cả một cái khoảng thời gian từ trước khi có vợ cho đến sau khi có vợ, sau khi có con rồi, thì bạn Hiền á là bạn cảm giác là bạn chưa đem lại một cái không một cái hạnh phúc cho bất kỳ một người nào cả, đúng, kể cả vợ con mình. Chính xác vậy. Đúng không? Rồi sau khi á, mà em cảm nhận được cái điều mà em mang lại cho người ta, nó không những chỉ là hạnh phúc mà còn gần như là một cái niềm vui của mình. Cái tức là cái mà em đem lại cho cái gia đình chị Hậu đó đó, không không những là hạnh phúc mà nó là cả cuộc sống của người ta. Cái kiểu mà cái cảm giác mà em em được cưu mang, em được bảo bọc một cái cá thể khác á, thì tự nhiên nó đánh thức cái người đàn ông ở trong em, cái người đàn ông đầy trách nhiệm ở trong em và cái trái tim của em. Cho nên là em thay đổi là cái đó. Tại vì em á, là vì khi mà tại sao là với vợ thì chưa có được cái điều đó là bởi vì sao? Khi mà Hiền đến với em á, Hiền thua em về rất nhiều thứ. Đó, và Hiền cũng đã chịu những cái mà cấm cản rồi coi thường từ gia đình vợ, từ những mọi người xung quanh. Gia đình áp lực với anh. Đúng rồi, cho nên là Hiền chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đem lại hạnh phúc cho em. Cho nên là cái mặc cảm đó, cái trái tim đó nó chưa mở ra được. Cho đến khi mà gặp một cái hoàn cảnh khổ hơn mình, yếu đuối hơn mình, thì Hiền làm được cái điều đó là tự nhiên cái trái tim nó thức tỉnh á, em biết không? Là cho nên là bây giờ bạn này là bạn mở luôn, mở lòng, mở trái tim và nó khơi gợi cái người đàn ông đích thực trong người bạn. Xoay 180 độ luôn. Tại em nói chị Vân nghe là nếu mà cái vị trí anh Hiền, khi mà cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi á, nếu một người xấu ém số tiền đó để lấy tiền trả nợ hay làm cái gì cũng được, nhưng mà cái phần con người của ảnh á, phần tốt trong người ảnh còn rất là nhiều, và ảnh cầm cái số tiền đó ảnh tặng là một cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì từ đó giúp ảnh thức tỉnh được mọi thứ. Thì bởi vậy cho nên á, qua cái câu chuyện của Hiền á, thực sự á, là Vân cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả là ở trong cái cuộc sống này á, thực ra mỗi một con người là một cái cá thể độc lập. Họ đều có, tức là mình có cái gì thì họ có cái đó, khối óc, trái tim. Thì là đừng bao giờ nghĩ là mình hơn người ta. Có thể ở một cái giai đoạn này á, mình hơn người ta về một khía cạnh gì đó, nhưng mà không thể là suốt đời. Cho nên đừng bao giờ có một cái suy nghĩ là coi thường những người xung quanh mình. Nếu như mà họ không có được cái tấm áo đẹp như mình, họ có được một cái xe sang như mình, hay là họ có được một cái nhà lầu giống như mình, đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Một ngày nào đó khi mà cái cơ hội đến, khi mà xung quanh họ có những người hiểu được cái tiềm ẩn của họ, thì họ sẽ trở thành một con người khác. Và lúc đó có thể mình chạy theo họ không kịp. Đó, cho nên là Vân cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Và rõ ràng là với một cái người vợ nhân hậu như thế này thì rõ ràng á, là em gần như là một cái bùa đó, giống như là ở trên trời á, đưa một cái bùa xuống á, để cho Hiền bám vào cái bùa đó, bây giờ trở thành con người mới, một con người mới luôn. Đúng không? Không còn thấy Hiền ngày xưa nữa luôn. 380 độ luôn. Ở đúng sớm thì bây giờ ai cũng nói vậy đó. Anh Hiền là tính ra là cuộc đời của anh cực kỳ may mắn. Đúng. Em thấy anh rất chính là may mắn. Tuy anh sinh ra ở một cái điểm không tốt, đúng, cái vạch đích không tuyệt vời. Nhưng anh may mắn ở đây là anh may mắn có được một người vợ quá bao dung. Thực sự là nãy giờ em nghe kể là em không hình dung ra một người như anh nha, vừa xấu, vừa nghèo. Đen. Vừa ăn chơi, đen, cờ bạc, đen đúa, xấu là xấu lắm vậy. Đó, 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 là xấu. Nhưng mà một tiểu thư có thể gọi chị đó, là tiểu thư ở dưới rất đó đi. Là đẹp luôn. Chị vẫn chấp nhận, chị được bỏ hết tất cả mọi thứ để mà chị cảm hóa ảnh hết lần này tới lần khác. Ngay từ đầu là đã người ta không chấp nhận được rồi. Không chấp nhận. Đến lúc cưới về vẫn tiếp tục cờ bạc, chị vẫn chấp nhận, chị bao dung, và để cuối cùng cảm hóa được anh Hiền là một người như thế này, thật là anh may mắn lắm luôn đó. Đúng, chính xác. Thật sự là Đức Hiền cảm thấy rất là may mắn khi mà được có được người vợ như thế này. Rồi, bây giờ thì ổn rồi. Bây giờ thì có nghĩa là cái công việc của em á là hoàn toàn là công việc cực kỳ có ý nghĩa, đúng không? Cả hai vợ chồng luôn. Đó. Thì thôi sẵn đây á, là lúc mà em kể tiếp luôn cái tật xấu của Hiền lúc mà em về làm vợ Hiền đi. Dạ. Ngoài cái cờ bạc rượu chè ra, ủa còn cờ bạc thôi ha, chứ đúng không rồi. Có rượu chè, không, rượu chè, cờ bạc. Có gái gú không chị? Cờ bạc gái gú thì em không biết, tại vì lúc đó em cũng không có tìm hiểu được nhiều nữa, cho nên em không biết gái gú nữa. Rồi em thấy chỉ là nói là cờ bạc thôi, cờ bạc mà trong cái cờ bạc thì nó tứ đổ tường vậy đó. Ừ, đó, coi như em nói thiệt, gái đầu mỗi mình chị là xui nhất rồi đó. Thôi, coi như bây giờ ngoài cái tật xấu là tứ đổ tường ra thì còn cái tật xấu gì nữa? Ảnh thì cái lúc trước khi quen á thì em nói chị đàn ông thì